hay. Và trong cái tài nha, sẽ quay trở lại channel của Hùng Akira. Các bạn ơi, bạn nào có nhu cầu muốn mua ạc Free Fire, thử vận may kim cương giá rẻ, hãy ghé shop hungakira.vn nha. Shop này do mình chịu trách nhiệm và tất cả mọi việc các bạn có thể liên hệ với mình để giải quyết nha. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trải nghiệm bị con gái đi top 2 lấy điện thoại ga bạc. Còn sợ tôi thì các ông đã là cái quái gì? Cảnh báo người đồng đội cũ, hãy cẩn thận đi, vì điểm yếu của các bạn mình nắm chắc. Các loại tàu thuyền trên biển vào bờ nhanh đi, vì các bạn gặp mình sẽ trở thành các bạn đắc. Và nắng đã có nón, mưa đã có ô, bạn đã có bồ, mình đeo có like. Các bạn nào có thể mà yêu quý có thể cho mình xin một like một sub được không ạ? Và chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo về reaction TikTok Free Fire. Hôm nay chúng ta sẽ đến với video tiếp theo của kênh Subi TV thằng em mình. Nó tổng hợp khá là tốt nên là mình cứ hay reaction kênh của nó cho dễ. IS Mobile với màn đú chen trứng rán cần mỡ bắp cần bơ. Ok, lại là trứng rán cần mỡ bắp cần bơ. Ok, không liên thiên nữa. Vào video nào các bạn ơi. Kiểu cái này giống như cái bài anh đưa em đi xa trên con xe tay ga la 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 đốt cháy một ngôi nhà ấy. Sao má xấu vậy mà ba thương má dữ vậy? Tại ba mày mù. Ngày xưa ba bị mù hả? Bây giờ vẫn còn. Ủa? Gì kỳ vậy? Bây giờ có thấy mắt ta sáng lắm mà đâu có mù gì đâu. Ông đó không phải ba mà. Tức là ông kia mù nên bị bỏ con mẹ đi đâu rồi ấy, yêu thằng khác rồi. Tôi nhớ em nhiều thêm, làm sao quên anh là cái nắng xa đó, làm sao quên. Hả? Bóng ai qua đó. What the fuck? Yeah. Okay. Sorry about that shit, but what the fuck? I've been chasing bitches in the money since the jump. Tưởng có cái gì hay ho, bình thường mà. Ôi ôi, làm xong quả video cái gần chết. Giọng dễ thương á. Ui, bản anime đẹp vãi. Đây là bản kiểu vẽ phong cách anime các bạn. Phong cách anime tức là mắt nó sẽ sáng và nhiều màu to. Đây là phong cách vẽ anime là chắc chắn. Tại phong cách anime thì nó sẽ có một cái đặc nét đặc trưng là mắt to mà. Ui, khiếp, nhìn đẹp chưa kìa. Nhìn mặc áo dài nhìn đẹp thế. Steffi nếu nhìn cute thế, Steffi phải kiểu chị đại chứ. Đố má love you hoài. Như nào cũng vào bệnh viện thôi. Mình nói thật với các bạn nha, mình vẫn không hiểu cái trend này có ý nghĩa là gì khi mà chúng ta chỉ đơn giản là vào chúng ta bay lắc với một cái quả nhạc nó rất chi là feeling so high theo kiểu khá bảnh và hết. Có gì đâu, thông báo rửa tay mà. Giọng của Misty. Đùa chứ thằng đấy đéo biết làm kinh tế. Nếu mà mình ấy đứa con gái nó bảo là mẹ yêu anh, đưa trái tim mình cho à của nó cho mình ấy, đem đi bán. Trời ơi, bọn buôn nội tạng nó lại lấy quá chứ. Cứ tính cái tiền triệu với tiền chục triệu thôi. Mẹ đéo đi bán đưa đường ném đất mẹ mày ngang với dỡ quăng tiền qua cửa sổ à. Thế. Bắn lên đảo huấn luyện chẳng có gì hay ho cả. Thằng kia kiểu nếu hiểu chuyện gì xảy ra cả. Kiểu sao chúng mày yêu đương nhau ở đây. Anh có nghĩ kia chứ.
ghê gần chết. Trời ơi trời, muốn nổi với mày. Khá quá nhờ, yêu xa. Đến lúc mà yêu xa ấy các bạn, đến lúc chúng ta đang FaceTime call Messenger với nhau ấy, call trong lúc mà đứa kia đang gọi là ở với một thằng con trai khác, thì nó mới là câu chuyện rất là vui. Mấy đứa xem chùa đáng ra phải thiến bỏ hết. Đúng rồi, xem chùa không like là phải thiến đấy. Nhưng mà con gái thiến kiểu gì bây giờ? Con gái sẽ bóp biếu. Quẩy rú đầy phê kìa. Cái này hơi bị ngắt một tí. Cái này hơi bị ngắt một tí, mình nhìn thấy rồi. Ừ. Mình có đến 100 con gấu gì đấy cơ các bạn. Thôi toàn nhạc bốc tôi. Đứa này kiểu kỳ sứ à, tránh ra nào đừng có hôn ít mà. Thằng này kiểu em tới đây đi à. Ôi, qua đây tao cho mày coi cái này nè. Ôi, giọng dễ thương ấy. Các bạn biết gì không? Khi vừa xem cái đoạn video này, nghe bạn giọng bạn nữ rất dễ thương. Mình cứ nghĩ mình sẽ là nam chính ngôn tình, ai ngờ mình lại là nam phụ của Bách Hợp à. Trời ơi, hai đứa nó yêu nhau kìa. Damn. Ngu nè. Ui, con què. Chỗ ai vậy? Chỗ ai? Người ta gọi là gà. Trời má. Người ta học giỏi bỏ mẹ ra, ai bỏ ngu. Ngu. Ờ thì tao ngu, nhưng mà mày có ngu bằng tao không? Hả? Vãi cả tao có ngu, mày có ngu bằng tao không? Trời ơi, tôi muốn quần cô bé yêu. Đồng chí cắt đi, đồng chí hy sinh vì tổ quốc đi, cho anh em chúng tôi ngóng với. Anh em con trai này đồng ý không ạ? Bảo yêu mình, xong quát mình, mà lại yêu mình à? Đấy, là ghét mình rồi. Thực ra cái giọng cười của ông
Tiến Đạt lắp vào con sư tử này thì mình quen lắm rồi nên là mình không buồn cười, nhưng mà ý là cái giọng bạn nữ này nghe nó cứ kiểu bị cute, xong kết hợp thêm với cả là cái mặt con cương thi nhìn nó cũng tấu hài ấy. Mình kiểu mình thấy nó cute vãi nào, nó có một cái sự dễ thương nó gọi là vô đối ở đây luôn á. Ôi, thành người thật luôn à? Lữ Chi Mồi thành người thật à? Phong ơi, em biết hôm nay nghề gì mà người ta bán hoa đầy đường không? Nghề rằm á chị. Thảo nào, chị thấy ai cũng cầm bó 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 về thì ra là cũng rằm. Khi mà hai đứa ngáo chơi với nhau, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cái động bản tơ. Cần cái động bản tơ á? Bơ, yêu không cần cớ, cần cái động bàn tơ. Cần cái động bàn tơ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ. Cần 200ml dung dịch NaOH2 tác dụng từ từ với kim loại Al rồi đun nhẹ ta thu được một loại dung dịch X và khí Y. Sau đó X và Y baby shark đu với nhau tạo ra chẳng ra tạo ra cái gì cả. Hãy xác định X và Y và tính khối lượng tạo thành của dung dịch X. All troops deploy, burst blood. Ok, chắc có lẽ video của mình sẽ dừng lại tại đây thôi. Vì nếu như các bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho anh Sim một like, một đăng ký và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi ra video mới nhất nha các bạn nha. Và cứ đừng quên đăng ký kênh Hùng Akira Mobile nếu như các bạn muốn xem thêm các video về chơi game Free Fire của mình nha. Và mình là Hùng Akira đây. Xin chào và chúc các bạn ngày tốt lành. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần like và subscribe cơ.